Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Silverback Tarot. Mình là Linh Tarot Reader đây, mình quay trở lại rồi đây. Chủ đề của ngày hôm nay sẽ là những ngày nghỉ Tết âm lịch của bạn sẽ diễn ra như thế nào? Ngày nghỉ Tết âm lịch của bạn sẽ diễn ra như nào? Những ngày nghỉ Tết âm lịch xem nó sẽ diễn ra nào nhá. Tụ này, mình sẽ cho chọn cái tụ là những cái lá bài tarot mà cái phiên bản nữ của cái King of Swords với King of Wands và King of Pentacles ha. Người ta cho hai phiên bản trong bộ bài của mình thì mình chỉ dùng phiên bản nam thôi, tại để cho nó giống với cái bộ bài cơ bản ấy, cổ điển ấy, cổ. Chứ còn đâu nữ này thì mình lại không dùng. Đây. Đây tụ số 1 này. Tụ số 2 này và tụ số 3. Please choose your pile, pile number 1, pile number 2 and pile number 3. Vì đây là trả lời chung, các bạn hãy chọn lấy thông điệp phù hợp nhất với bản thân mình nhé. Và đừng quên follow kênh YouTube sự sửa bài tarot của mình sẽ bắt đầu với tụ số 1. Đẹp không? Thấy cái mốc này, nó mà rất đẹp. Số 1. Hello các bạn, tụ số 1 là các bạn chọn là bài này, King of Pentacles. Bạn có lá bài Queen of Swords. Queen of Swords này. Queen of Wands. Đây năm Queen quá vậy. Ten of Cups. Được. Four Swords. Brunette female. Ghost ship. Saka Kira dream. Saka Kira dream. Và all must have prizes. Thì ngày nghỉ Tết của các bạn tụ số 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 gì nhỉ, số 1 đấy. Những ngày nghỉ Tết âm lịch của các bạn tụ số 1 nhìn chung là khá là vui vẻ, chỉ toàn ăn và ngủ. Ăn và ngủ. Đây, bạn có rất nhiều thời gian sum họp với gì nhỉ, với gia đình, với bạn bè, với người thân ha. Thì mình cảm thấy là bạn có Queen of Swords và Queen of Wands ở đây. Thì các bạn khá là Queen of Wands thì nói chung là cái trong những ngày nghỉ Tết thì mình thấy là các bạn khá là lồng lộn. Nghĩa là mặc quần áo rất là đẹp, các thứ vui vẻ, chỉ ăn mới ngủ thôi. Vui vẻ khá là vui này. Nhưng có một cái số vấn đề ở đây là có vẻ như là bạn đến chơi nhà nhà người thân hoặc là đi quê cùng bạn hay gì đó thì người ta gossip khá là nhiều. Gossip là sao? Ý là người ta nói chuyện khá là nhiều á. Ý là người ta nói xấu người này hay nói không phải là nói xấu mà ý là nói cái chuyện gì đó và bạn thì bạn không thích xen vào ấy. Bạn kiểu chỉ ngồi lắng nghe ấy và không thích xen vào. Hoặc bạn chính là người bị nói đằng sau lưng ấy của những ấy kiểu, nói chung đấy.
Hay thế lắm, nhất là con gái à, đối với con gái à thì người ta hay nói sau lưng rồi các thứ, kiểu nhìn nhìn nhìn, nhìn cái đứa kia đi nó kiểu như này các thứ vân vây, hay là như là các thứ người ta nói sau lưng bạn, thì bạn khá là tò mò và bạn không muốn bạn hoặc là người ta nói về người khác và bạn kiểu cảm thấy không thích ấy, không thích nói cùng á, nhưng mà bạn kiểu cũng không thích cái quan điểm của người ta lắm, nhưng mà bạn vì là năm mới mà nghỉ Tết mà nên bạn cũng cố gắng giữ cái thái độ là hòa nhã và không nói gì cả, cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Thì ok đấy, trong nghỉ Tết của bạn thì nó rất chi là thế, rất chi là vui, hầu như là nó rất là vui vui trong cái ngày nghỉ Tết á, cái thời gian nghỉ Tết âm lịch của bạn rất là vui, sự ăn mới ngủ với lại kiểu quây quần trong gia đình rồi đầm ấm các thứ. Nhưng mỗi tội là kiểu các câu ship, cái cuộc nói chuyện bàn tán các thứ thì nó diễn ra xung quanh bạn ha. Và brunette female ở đây thì có vẻ như là bạn là một người có thể là bạn kiểu đến Tết thì phải giao tiếp nhiều á, mà bạn không phải là người thích giao tiếp mấy thì khiến bạn khá là hơi nhọc một chút, nhưng mà bạn vẫn cố gắng ha, vẫn cố gắng ha, là muốn muốn gì nhỉ, là vẫn vẫn cố gắng tiếp chuyện mọi người và trở nên hòa nhã. Nhưng mà kiểu bạn vốn dĩ bạn là một người mà không hay gì nhỉ, không hay nói mấy đấy, là một người khá là trầm tính, hoặc một người không hay giao tiếp, giỏi giao tiếp với người lạ, không thích giao tiếp với người lạ, kiểu người không thân ấy, là bạn không giao tiếp mấy, bạn không biết cách nói chuyện, hay bạn không phải là người cởi mở ấy. Rồi nhìn chung là cái Tết của bạn thì nó ổn, trừ việc là bị có thể là bạn bị đánh giá là kiểu không ăn nói, không cởi mở nữa, không nhanh mồm nhanh miệng nữa, nhưng mà chịu thôi đúng không? À, chịu thôi, người người ta nói thì cứ nói thôi, bạn cứ làm như thế nào mà bạn cảm thấy ok ổn là được. Chứ còn đâu thật sự là chẳng hạn bây giờ cứ bắt một người hướng nội là bắt người ta hướng ngoại thì cũng khó, là cũng vào làm khổ người ta, người ta bản chất người ta không hợp với những thứ như vậy, mà cứ bắt chẳng mình ví dụ là thế, là bắt bắt ép một người nào đó phải thay đổi bản thân của người ta để hài lòng cho người khác, nó không thể như vậy được đúng không? Nó khiến người khác không được vui, một người này vui nhưng mà bạn lại không được vui đấy, vì con người bạn nó không như vậy, nó không cởi mở như vậy, nó khác rồi. Thế chào bài các bạn thuộc số 1 ha. Nếu các bạn thích hãy like, share và subscribe kênh channel cho mình nhá. Vì đây là bài chung đang chọn thông điệp phù hợp nhất với bản thân mình ha. Và đừng quên follow kênh YouTube và bài tarot của mình ha. Mình sẽ dừng thuộc số 1 ở đây. Sang thuộc số 2. Hello các bạn thuộc số 2 là các bạn. Bạn chọn cái lá bài này. King of Wands, phiên bản nữ giới. Bạn có lá bài King of Pentacles. Just to make me mad. Seven of Cups. Ace of Cups. Ice King. Chavor. Follow your all good advice. Và the right way learning to create what you desire. You okay? Ngày những ngày nghỉ của các bạn tụ ngày nghỉ Tết âm lịch của các bạn tụ số 2 thì có vẻ như các bạn có rất là nhiều dự định rồi. Có thể là các bạn muốn đi chơi xa, các bạn muốn đi du lịch, hoặc các bạn muốn
đi đền chỗ này hay chùa chỗ này, nói chung là có một rất nhiều dự định gì đó, nhưng mà có vẻ như là ấy, nó gặp trục trặc gì đó ha. Có thể là do bố mẹ bạn không cho đi vì là đang dịch dã, hoặc là có thể là chỗ bạn người ta cấm không cho đi, vân vân và mây mây, hoặc là bạn cái gì đó, nói chung là cái vấn đề gì đó nó khiến bạn, nhất là có vẻ là bố bạn cấm là không cho đi tại vì bây giờ đang dịch, nhất là người đàn ông ở trong đây ha, King of Pentacles, Ice King ở đây. Thì nhưng mà mình thấy là nói chung là cấm thì vẫn cấm thôi, nhưng bạn nếu bạn muốn đi thì bạn vẫn cứ đi. Ý là bạn muốn làm cái gì đó thì các bạn cứ làm, hoặc là các bạn, đấy là trường hợp thứ nhất ha. Trường hợp thứ hai là các bạn sẽ đi du lịch cùng một người, travel cùng một người, hoặc nói chung là không cần phải đi du lịch xa đâu, đi đền này, đi chùa đấy, mình thấy cứ mình quên, nói chung là đi đâu đó cùng một người 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 con trai này, có thể là người yêu ha, và bạn bè, thì nói chung là có một cái chuyến đi rất là vui vẻ, vui vẻ cũng vui mà hơi 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 gì nhỉ, người kia hơi ít nói, người ta không nói mấy, hơi ít nói, Ice King hơi lạnh lùng thì đôi lúc thì khiến bạn hơi chán một chút, ý là nó không được lãng mạn, nó không được tình cũ nếu mà đấy là người yêu, hoặc là đi cùng bạn của bạn thì người đấy cũng không nói, nó cứ im im lìm không, và nó cứ chỉ thế thôi, chắc là đi chùa ấy, đi chơi đâu cùng nhau rồi kiểu những cái nơi địa phương của bạn ấy. Hoặc là nếu mà bạn cưới chồng rồi đấy thì bạn đang muốn thuyết phục chồng của mình đi cùng bạn đến một nơi nào đó, đi du lịch hoặc đi đâu, nhưng mà có vẻ như là người này đi cùng, người ta có thể sẽ đi cùng nhưng mà ai sinh là không muốn đi, kiểu lười ấy, lười không muốn đi á, thì đấy thì bạn phải thuyết phục như thế. Nhưng mà mình khuyên các bạn là muốn đi đâu hay muốn làm gì là cứ cứ triển thôi, muốn là làm, không cần nhất thiết là phải người này đi cùng hoặc người kia đi cùng đâu, bạn bạn muốn đi thì bạn cứ đi đúng không, trải nghiệm. Thế còn đâu thật sự là nếu mà bạn cứ có cái tư tưởng mà dựa vào người này dựa vào người kia ấy, thì có thể là cái chuyến đi thì nó không là gì hết, chẳng qua là bạn vì người này không muốn đi dựa vào người này người kia, hoặc là đi cùng thì chuyến đi nó hơi chán một tí vì người này có vẻ người ta không thích đi hay gì đó, thì bạn cứ phải là nhớ lý do vì sao các bạn muốn đi và các bạn muốn làm cái gì ở đấy, bạn bạn muốn như thế nào thì các bạn phải tự làm thôi đúng không, chứ không nên dựa vào người khác ấy. Đây là một kiểu ví dụ nhỏ điển hình thôi, nó không ảnh hưởng gì mấy, nhưng mà đến khi mà cái việc lớn hơn, quyết định quan trọng hơn trong cuộc đời bạn thì bạn cứ như này thì nó sẽ rất chi là ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn thôi. Rồi, ok. Hãy trả bài với các bạn tụi số 2 là các bạn thích hãy like, share và subscribe kênh channel cho mình nhé. Đừng quên follow kênh YouTube Silver Bike Tarot của mình sẽ dừng tụi số 2 đây. Sang tụi số 3. Hello các bạn, tụi số 3 là các bạn chọn lá bài này. Hai chị. Okay, mình sẽ lấy bài các bạn có là The Hermit. King of Cups. Empress. Eight of Cups. Dating. Fan mail.
morning, golden afternoon. Và a moment regret. Thì là cái ngày nghỉ Tết âm lịch của bạn ấy, thì the hermit thì bạn dành khoảng thời gian là rất nhiều, dành thời gian một mình rất nhiều. Có thể là bạn mình một số gì impress, thì có thể là bạn dành thời gian là với với chồng của bạn, là người bố mẹ của bạn. Thì nói chung là nếu mà bạn có người yêu rồi các thứ ấy, thì bạn muốn đi chơi với người yêu, nhưng mà kiểu lại sợ bố mẹ hay gì đấy, nên là cứ ở nhà thôi, không dám đi. Thì đấy, thì mình cảm thấy là cái của bạn là bạn khá buồn, tại vì là không có ai chơi cùng á, không có ai vui cùng, hoặc là không có cái kế hoạch gì cả, hoặc là kế hoạch nhưng mà lại nó bị vỡ, hay là cái nó không được hoàn thành ha. Hoặc là trường hợp thứ hai trong đây thì mình thấy là có thể là bạn kết hôn rồi nhưng mà bạn đang có thai, bạn không thể đi ra ngoài được, bạn cứ phải ở nhà thôi, vì có thể bạn đang nghén hay là bạn đang kiểu trở to quá không muốn đi ra ngoài việc giã các thứ á. Hả, female thì có thể là Tết này thì bạn cũng có người yêu, nhưng người yêu của bạn ở nước ngoài, hay là bạn người yêu bạn là người nước ngoài không về nước ngoài để ăn Tết ha. Nói chung là cái ngày nghỉ Tết này thì bạn khá là chán, thì chắc là bạn muốn đi chơi, bạn muốn dating, hẹn hò với người nào đó nhưng mà nó không được thực hiện ha, khiến bạn rất là buồn, chán ấy, kiểu không có gì chơi. Thôi cứ chơi với bố mẹ hoặc là chơi với gia đình ha, nếu mà có gia đình. Hoặc là mình thấy là các bạn kiểu ở nhà chồng á, nếu các bạn đi cưới chồng rồi thì ở nhà chồng á, thì ở với mẹ chồng hoặc là bố mẹ chồng với lại chồng thôi. Thế xong rồi không có gì làm hết, cứ ở nhà thôi, thì chắc là Tết năm nay là cũng không rộn rã ha. Thì đấy mà bạn khiến bạn khá là buồn, bạn muốn bạn cũng muốn là có đi chơi với người yêu nếu mà chưa cưới chồng á, nếu mà cưới chồng rồi thì muốn đi chơi với chồng lãng mạn các thứ, nhưng mà nó không có cơ hội á. Rồi ok, thế chào bài các bạn tự số 3, các bạn thích lại like, share và giúp cả kênh cho nó cho mình nhá, nhớ dừng tự số 3 đấy, bye bye.